Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê câu cá nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách gắn con nhái thật ha. Đây là con nhái, ghi tê cho nó nha. Anh em để ý nha, mình móc gắn cái con cái mắt bên bên trái. Rồi, mình sẽ đưa vô cái chân trước của bên phải. Xong thì mình kéo xuống. Xong mình cho đưa vô cái đầu gối cái chỗ cứng cứng nè. Ngay bên phải nha, đầu gối bên phải nha, bên trái thì bên phải. Rồi nó lầu lên như thế này là ok. Rồi bắt đầu mình gài cái nòng lại. Lưỡi này là lưỡi chống xây nha anh em. Lưỡi chống xây đại ngáo. Rồi thì đơn giản ha. Rồi cách quăng luôn. Đây là mình sẽ chia sẻ anh em cách quăng con máy ngang XW 2000 Pro ha. Con này thì nút căn chỉnh mồi. Đây là nút căn chỉnh mồi. Anh em cho con mồi rớt từ từ xuống như thế này. Rồi bên đây là nó có 20 chế độ căn chỉnh. Mình mới tập câu mình chỉnh số 20 rồi thôi. Số 20 hoặc là số 16 thôi. Mình sẽ quăng thử cho anh em xem á. Đây là nút tiếng sắt lít. Đó, khi anh em gặp cá lớn anh em xả này ra thì nó lâu nó sẽ nghe tiếng sắt lít. Đó. Xiết lại, câu cái lóc mình xiết lại. Rồi, mình sẽ quăng thử cho anh em soi cho anh em xem ha. Rồi, bấm nút giữ dây, quăng tới nè. Rồi, quăng anh em để ngón cái ra theo cọng dây ha. Khi con mồi vừa rớt dưới đất thì anh em thắng lợi. Nói chung là cái máy này giá rẻ là cũng ổn như năm ha. Cái cần này là cần Eagle Super kết hợp với máy XW 2000 Pro. Đó, từ khi kéo từ từ vô. Căn chỉnh cũng rất là đơn giản, nếu mà anh em có ý chút thì anh em câu máy ngang rất là dễ. Thao tác nó cũng nhanh nhanh gọn nữa. Để quăng thử lại cho anh em xem nè. Càng số 0, số 1, số là xa nhất anh em, cái này mới số 16 mà nó cũng hơi xa rồi. Đó. Sao? Thắng lợi. Đó, đơn giản anh em ha. Thì hiện tại thì mình có để ở bên tiếp tiêu đề á, là cái thông tin của mình với anh em, mà muốn cần thì anh em có thể vào ở dưới nha. Vào dưới có thông tin của mình á. Đơn giản anh em ha. Con này cũng căn chỉnh rất là đơn giản nha, quăng khá là xa. Con này giá rẻ thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Quăng bên đây cũng vậy. Đó, nó có rất là nhiều tư thế để mình quăng. Đó, anh em thấy không? Rạ ngón tay theo. Ngón tay theo, khi nào con mồi nó rớt xuống thì mình thắng lại. Anh em mà quăng quen thì anh em có thể quăng xa hơn nữa nha. Cái này mình quăng cho mấy anh em tham khảo cách quăng thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bye bye.